Gửi mẹ Nhung yêu dấu. Ngày hôm qua là ngày 20 tháng 10 đó mẹ. Mới đó thôi, năm ngoái bọn con vẫn vui đùa bên mẹ mà. Mẹ còn nhớ không? Ngày đó con cùng các em đã mua cho mẹ một cái bánh kem thật lớn đấy. Hôm đó mẹ cũng bất ngờ nữa mà. Mẹ chạy đến ôm từng đứa. 24 đứa con còn cãi lộn nhau vì mẹ ôm đứa này mà quên ôm đứa kia. Vậy là mẹ đã dành trọn 15 phút để ôm từng đứa một. Ai ở đó chứng kiến cũng phải bật cười mẹ nhỉ. Mà mẹ ơi, từ ngày mẹ đi con cứ dằn vặt mãi thôi. Con không quên được cái lần con làm mẹ phải buồn lòng. Chắc nó sẽ đeo bám con suốt cuộc đời mẹ ạ. Lúc đó con bồng bột quá mẹ nhỉ. Con lại một lần nữa làm trái lời của mẹ nữa rồi, vì con quá dằn vặt mẹ à. Giá như thời gian có thể quay trở lại để con có thể được sống lại một lần trong cuộc đời cùng với mẹ, con sẽ nói yêu mẹ nhiều hơn, sẽ không có những khoảnh khắc ương bướng nữa đâu mẹ à. Mẹ nơi đây căn nhà mới hiu quạnh, nhớ mẹ lắm nỗi buồn về thăm thẳm, mắt mẹ buồn lo lắng nỗi xa xăm. Con nhìn mẹ với nỗi nhớ âm thầm, biết bây giờ mẹ xa con mãi mãi. Mới đây thôi những ngày còn bên mẹ, con đau đớn biết mẹ không khỏe lại, dáng hao gầy mẹ mệt mỏi giường bao. Rồi tháng ngày hốc hác lại xanh xao, mang bảo bệnh mẹ nằm im thiềm thiếp. Thương mẹ lắm chẳng biết làm chi hết, biết làm sao để cứu mẹ bây giờ. Mỗi giây phút con hồi hộp đợi chờ, mong cho mẹ sớm được bình phục. Con cố gắng đút mẹ từng hớp sữa, mà nghe tim đau nhói như răng đầy. Mẹ nằm đó với thân xác hao gầy, con đau lắm biết mẹ buồn rưng lệ. Mẹ cố gắng hớp từng thìa sữa nhẹ, chỉ mong rằng mẹ khỏe lại cùng con. Nhưng bệnh tình mỗi lúc lại nặng hơn, mẹ ra đi bỏ con vĩnh viễn. Nỗi buồn nào hơn nỗi mất mát mẹ đây, con đau lắm nghe tin mình vụn vỡ. Con thương mẹ mà lòng rưng rưng lệ, 24 ngày rồi con nhớ mẹ mẹ ơi. Rồi từ đây con mãi mãi cô đơn, là đứa con hư trong mắt người hâm mộ. Nơi xa xứ một mình ôm gối lệ, để đêm về riêng lòng con than thở. Nỗi đau nào hơn mất mẹ người ơi. Mẹ Nhung ơi, hôm nay trời lại mưa rồi mẹ ạ. Những hạt mưa cứ giả dích từng giờ không ngớt. Con ngồi ở một nơi không biết có được gọi là căn nhà nữa không. Vì trong 6 năm qua con đã được sống tại một mái nhà mà dường như ông trời đã đặc ân với con đó rồi mẹ ạ. Con viết thư cho mẹ. Bức thư đầu tiên con viết bằng tất cả tâm hồn dành cho mẹ. Mẹ, con nhớ mẹ vô cùng, nhớ mẹ nhiều lắm. Con sợ mưa đêm, bởi đó cũng là lúc con cô đơn nhất. Con sợ ở cái thế giới xa xôi ấy, mẹ bị ướt. Mẹ à, mẹ cứ yên giấc ngủ, con sẽ trưởng thành và tự lập hơn mẹ nhé. Con sẽ luôn ghi nhớ những lời răn dạy của mẹ Nhung dành cho con. Giờ đây mẹ đi rồi, con mới thật sự thấm thía những câu nói của mẹ. Nói quá đúng mẹ ạ, à, nhất là một đứa con hư như con. Thời gian cứ thấm thoát thôi đưa, 20 đêm rồi, đôi mi con cứ ướt nhòa vì nước mắt. Đôi mắt buồn của mẹ, bờ vai ấm áp của mẹ bên 24 đứa con bọn con cứ hiện lên trong ký ức. Con nhớ biết bao ngày như thế, con và các em và mẹ ngồi lại nghe mẹ kể những câu chuyện thiện nguyện của mẹ trong ngôi nhà thân thuộc ấy. Ngôi nhà mà giờ đây con đã phải rời đi trong đau đớn. Đêm nay nhớ mẹ biết bao. Mẹ Nhung, mẹ ở nơi nào mẹ ơi? Xa xôi cách trở chân đời, còn đây mãi mãi những lời yêu thương. Tìm đau nhói lòng con quặn thắt, nhớ mẹ hiền nước mắt dài tuôn. Nỗi đau mất mẹ con buồn, tình thương mẹ mãi vẫn luôn trong lòng. Mẹ ơi, con ước con mong được mẹ nhung ấp trong vòng yêu thương, quẩn quanh bên mẹ sớm chiều, nghe mẹ răn dạy những điều phải hay.
luôn luôn nói được lời hay, Cường yêu mẹ lắm, hằng ngày mẹ ơi. Được tâm sự thủ thỉ vài lời, nhọc nhằn chia sẻ cho vơi nỗi lòng. Lệ tràn miệng đắng mắt cay, ở ngôi nhà mới con đau trăm lần. Quạnh hưu vắng mẹ tháng ngày dài thêm. Để con bơ vơ lạnh lẽo trên cái thế giới thực tại xa vời, mẹ thấy thế nào rồi? Con mệt mỏi, con gục ngã, con biết dựa vào ai đây hả mẹ? Mẹ trả lời con đi. Mẹ ơi, 24 ngày xa mẹ sao mà nó dài vời vợi vậy? Mẹ bỏ con đi nhanh quá. Ở nơi ấy mẹ có nhớ con không? Nhớ các em, nhớ chị Wendy không? Mẹ có mệt hay sút cân không? Mẹ có bị căn bệnh Covid quái ác kia hành hạ mẹ nữa không? Con thương mẹ nhiều lắm. Con hận nhiều, con hận bản thân con không bảo vệ được mẹ trước bão táp dư luận. Con nhu nhược quá phải không mẹ, khi mà giờ đây mẹ đã đi rồi. Con cũng không thể tự bảo vệ bản thân mình nữa. Mẹ đã che mưa cản nắng cho con suốt nhiều năm qua, mà hồi đó con đâu có biết. Dư luận là một thứ gì đó rất tàn độc mẹ ạ. Họ thêu dệt dựng lên những câu chuyện mà mẹ con mình đâu hề có. Chính con đây cũng có nỗi khổ riêng mà không thể giải bày được trước dư luận mẹ à. Con sẽ kể với mẹ lần sau mẹ nhé, lần đó chỉ có hai mẹ con mình thôi. Covid nó đã làm con mất đi một người quan trọng nhất trong cuộc đời, mất đi những giây phút yêu thương bên mẹ và con mất đi một bờ vai ấm áp để nương tựa khi con thất bại. Và con mất tất cả rồi mẹ ơi, con khóc. Mẹ, con thật sự mệt mỏi. Sao chẳng có một ai ở lại với con nữa? Mẹ đi rồi tất cả mọi người đều quay lưng. Con mệt, con khóc, con buồn, con nhớ, con đau, con biết tâm sự cùng ai đây mẹ ơi? Mẹ ích kỷ quá, vô tâm với con, với các em, với chị Wendy, với cả những mảnh đời bất hạnh như con ngoài kia nữa. Mẹ bảo với bọn con là mẹ sẽ hoàn thành sứ mệnh không để ai phải khổ vì đói dịch nữa. Mẹ bảo cho các con thêm nhiều em nữa cơ mà. Mẹ đã hoàn thành điều đó đâu mà mẹ đã rời đi? Hay tại con hư quá nên mẹ mới bỏ đi như vậy phải không mẹ? Nếu đúng là con hư thì mẹ đánh con, mẹ mắng con đi. Vì còn có các em, còn chị Wendy nữa cơ mà. Mẹ làm vậy tàn nhẫn với chị và các em rồi. Con ghét mẹ. Nhìn lại những ngày được mẹ âu yếm, được chung sống cùng mẹ trong ngôi nhà yêu thương ấy, bọn con được nằm trong vòng tay yêu thương để nghe mẹ kể về những câu chuyện ngày xưa. Sao mà con chạnh lòng đến thế? Sao bây giờ chỉ còn mỗi con thôi? Mẹ bỏ con đi thật rồi, mẹ ơi. Không biết từ khi nào mẹ xa con, hình hài của mẹ như thế nào nhỉ? Lửa có làm mẹ nóng bỏng không? Con xót xa quá. Mẹ à, con không hay thể hiện những hành động yêu thương, cử chỉ yêu thương. Con ngang bướng và đôi khi cãi lời mẹ. Chưa một lần con cầm tay mẹ rồi nói, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Để rồi mẹ ra đi mãi mãi, bước xa cuộc đời con. Trong suy nghĩ con lúc nào mẹ cũng quan trọng nhất. Xin lỗi mẹ vì những lúc con hư. Xin lỗi mẹ vì chưa nhiều lần làm mẹ mỉm cười. Nhưng đối với con, mẹ là tất cả. Mẹ ơi, ai cũng bảo mẹ là cô tiên vĩ đại nhất, là một bà tiên hiền dịu. Vậy mẹ hãy cho con một điều ước nhỏ nhoi đi mẹ ơi. Con ước giản dị thôi, ước rằng bà tiên ấy được sống lại với con một ngày để con được chăm sóc và nói lời yêu thương và cũng xin lỗi nữa. Việc mà trước đây con chưa thể làm được, con sẽ không làm mẹ khóc đâu, con hứa. Và điều con muốn nói với mẹ rằng con nhớ mẹ nhiều quá. Con nợ mẹ rất nhiều, những thứ không bất kỳ người ngoài máu mủ ruột già mà lại được như mẹ. Con rất muốn được sống và lo cho mẹ. Mẹ ơi, con rất buồn, mẹ hãy về với con đi. Mẹ hãy bảo với con, mong ước ấy sẽ thành hiện thực đi. Con xin mẹ, và rồi con lại khóc. 23 ngày đêm, khi những ánh đèn ngoài kia vụt tắt, con lại đến bên chiếc giường lạ lẫm trong căn nhà mới hiu quạnh và chợp mắt. Nhưng mẹ à, sao mi con cứ ướt vậy? Con nhớ mẹ nhiều lắm. Không ngủ được với mẹ bằng da bằng thịt, con chỉ biết giở chiếc điện thoại ra xem hình của mẹ rồi đặt trước ngực, ôm vào lòng, rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Mẹ ơi, con yên giấc lắm, ngủ ngoan lắm mẹ ạ. À.